Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của hai bố con mình. Hôm nay thì bố mình đi dắt trâu lên trên này để cột mọi người ạ. Có thấy một cái vũng nước ở trên này có cá ấy. Là bố mình về lấy đồ đi lên trên này để tát mình. Mọi người nhá. Hôm nay vừa đi cột trâu cho nên thấy vũng nước thì có cá đấy, chả biết tát được gì không mà cũng bị tát cho. Không biết được không nhưng mà vẫn phải thử mọi người ạ. Đây mọi người, cái vũng nước ở đây này. Chỗ dưới này nước sâu này. Dưới này sâu hơn à bố? Tí nó phải ngăn đâu chỗ này đấy, nó tá được cái dưới này. Nhiều nước đấy, không nghĩ đâu. Cái này cũng rộng hết đấy nhỉ, rộng dạp phết đấy. Rộng dạp lắm. Con được phát đi 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 đi. Phát đi đi đi. Chặn lại. Bây giờ bố mình sẽ xuống để phát đi nha mọi người. Phát để chặn lại. Phát để chặn chỗ nào thôi. Nhìn nước lắm. Chắc cái này sâu bùn phết đấy bố nhỉ. Ui đấy. Con gì ấy nhảy xuống rồi. Chuột 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 nó ở trên chỗ nó nhảy sang cái này rồi. Con chuột đấy. Nó trên tổ trên này. Có tổ đấy bố nhỉ. Tìm không có con nó không mà bắt luôn. Nó nhìn thì chặn như này. Chặn như này. Chặn như này. Không như thế. Cái này thì chắc có rồi. Cũng không có sâu buồn lắm mới nhỉ. Cái này không sâu. Đấy, chặn lên đây cho nào. Chặn lên cái đấy rồi bố. Chặn cái này thì cá đồ đúng ở kia. Ui dồi, biết chặn được không đấy chứ. Sâu lắm. Nhiều nước lắm. Này chắc phải xúc cái đất trên bờ ấy bố nhỉ. Ừ. Ừ, đây dưới này xem đây. Nhỏ lắm cái này. Cái này nó có cá, thế có cá chạy mà. Ừ, trời. Ừ, cái gì chạy. Nhất mấy cái chỗ rậm rạp như này thì mới hay có lươn mọi người ạ. Lươn có cá đấy. Có lươn có ếch ý. Ui đấy đấy đấy. Chạy lên người cá cá cá. Cá. Đấy chắc cũng được. Tát cũng được đấy. Đấy. Chạy đi chơi. Giờ bắt đầu tát nha mọi người nha. Tạt lâu lắm rồi mọi người ạ. Mãi nó mới hết trò. Không thấy gì đâu.
Ui, nó chạy đời trên này nè mọi người. Con cá gì chạy trên kia. Thử nhắc trong này đi xem có gì không bố. Được con gì chưa? Ui đấy, con cá cừ. Con cua. À dạ, cá chê. Ui ui ui. Cá chê bé. Cái chê con kìa mọi người. Ui, con cuột. Đấy đấy, to đấy. Đấy, đấy, thành quả rồi. Có thành quả rồi. Cứ để đây đó. Để đây khỏi chết mọi người ạ. Tan này có khi cứ đổ này có khi cũng được nhiều ấy bố ạ. Nè con này đi chạy này. Úi sao cá gì á. Đây không có cá to nhưng mà cái bé bé này ăn mới ngon mọi người ạ. Được cá đi. Cá đi muối trong này xem. Nhìn đẹp quá. Thấy con to to nó chạy đâu nhỉ. Hay là lúc đi về lấy đồ nó chạy đi hết rồi bố. Hay là nó lên muối trên rồi. Hay là lên đặt trên rồi. Dài quá. Bố mình báo con thấy con to lắm mọi người ạ. Mà bây giờ không biết nó đang ở đâu. Đánh gai thế. Này còn chơi gai thôi. Chân nó đi đâu hết rồi. Có không bố? Còn không bố? Tôi đây mọi người. Úi giời. Cái gì đâu bố? Cá gì ấy, chưa cho mình. Úi giời. Úi, hình như có cá gì ở chỗ này hay sao ấy bố? Úi. Úi. Gì đây? Cá gì đây? Ui ui ui. Cái chộp. Ui to, cái to, con này to. Chộp. Ui. Hai trên rồi. Thấy không, chở gai đấy, toàn gai chỗ đấy thôi. Hai trên rồi. Ui đây này, con này to đây này mọi người. Ui. À, chắc cái con cá đi chạy đấy. Biết chỗ này có con lươn, con ếch thì không có nhờ. Biết tí đảo xem con lươn. Phát cái này đi xem. Thấy mấy hố ấy chứ, mình chứ mấy hàng ấy. Có hàng ấy, chả biết có ấy. Đấy, phải hàng nó không bố trên đấy. Con lươn ở dưới này chứ. Cá là to to không? Được rồi, hai con to rồi mọi người ạ. Hai con rồi. Có hàng lươn không? Đây không có. Ui đấy. Phải không bố? Lươn này hàng cua. Nhìn nó đảo xem. Ui. 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 Được. Mà để to. Ui giời. Bới chỗ này xem có lươn không bố? Cái gì đó bố? Cái gì đấy? Có gai không nhỉ? Ui đấy! Con này bé hơn con lúc nãy. Ôi nhưng mà cũng được rồi mọi người. Tìm tìm ra con nào nữa không? Ui dồi. Bé nhưng mà cứng phết đấy chứ nhỉ? Úi Thùng ơi.
Không biết phải không nhỉ? Hang lừa này sâu lắm chứ. Đấy, liệu chỗ đây phải không bố? Đấy, đất mềm mềm đấy. Ui đấy, ui nhiều hang thế nhở. Ui. Cái gì lắm hàng thế nhờ. Đấy. Này chắc hàng rồi đấy. Con búa. Ui. Đây. Ui, đây. Xô đi bố ơi. Ôi, đây. Một tên. Ý giời. Xem một con nào không bố. Tưởng là chỗ này khó có lươn nhưng mà cũng có đấy. Dính đất vào không đào được. Ui cái đường nó đi kìa. Đường nó đi chôn đi thế này rồi. Cái gì đó? Có gì không? Những con chị à, hai con đây này. Chị con. Này, con cái chộp. Cá đắng nữa. Cá này, này được nhiều mà nó mẻ ngon lắm đấy. Cá cừu trên này. Mấy con cá cừu ấy. Úi. Còn gì cũng ăn tất. Ăn được là chơi luôn. Đấy con cua. À trời ơi. Được lưng giỏ cả rồi thế này. Mấy con đấy, mấy con cá quả ấy. Con lươn. Được rồi. Mọi người, hai bố con mình thì cũng đã tìm hết rồi nhưng mà cũng không phát hiện ra con gì nữa thì giờ hai bố con mình được có mấy con thế thôi. Hai bố con mình đi lên này, chế biến bố nhỉ. Hai ống lựa vừa ông bố. Hôm nay sẽ làm cho mọi người nhá. Món cá làm đấy. Nghe cơm làm thịt làm chưa? Chưa nghe cá làm bây giờ. Làm chứ, có chứ. Ít ít đi làm thử xem. Ngon không? Cũng gia vị như bình thường đấy bố nhỉ. Bình thường thôi, nên thêm món lá lốt vào thôi.
ống này thôi. Cái hai ống rưỡi bên này. Thấy cái con cá kia to quá, liệu của ông bố. Chắc một ống mấy con cá đấy. Làm cả ống này xem. Cá kia có khi một ống rồi đấy. Cái chuột to chứ. Cốt cho mình dưới đây. Đấy, ui, chắc thịt phết. Để cho vị đấy chứ. Mang một tí một tí nữa lại. Ướp đó mọi người ạ. Không biết cái cá lam hình như nào vô nhỉ? Thì đã ăn bây giờ đâu không biết. Lần đầu tiên. Đấy, thịt nó bị muối lên nó mấy thịt. Nó giật giật. Đầu tiên cho con này vào đấy. Ui không vừa. Không vừa rồi, cái đầu nó. Nhưng mà nhìn nhét mạnh không vẫn vừa, nhưng mà đến lúc lấy ra thì không biết như nào thôi mọi người ạ. Cho cái này đây, làm thế, làm cái này đây. Nhìn lấy cái ống to ở trên kia. Lấy con cá chê mà không vừa ấy chứ. Không vừa. Cá chê với ếch một ống. Để ếch với cá chê nó đều như nhau. Nhanh chín rồi bố? Không, chín chậm hơn. Lâu chín hơn. Lâu chín hơn. Vừa một ống. Cá này to quá. To xuống mua nhờ, chắc thịt nhờ. Nhìn lấy cái ống to hơn kia kia này. Trời thắng cái ống to nó mà không vừa thì cũng chịu đấy. Cắt ra. Ý. Bịn không vừa. Căng phết đấy nhỉ. To phết đấy chứ. Liệu nó nút không bố? Cuối cùng cũng vào được mọi người ạ. Mấy con này nhỏ này vào nó là vừa. Chắc mày cho nước thì đâu bố nhỉ. Ừ, cho đi nước vậy chứ. Nó sôi nó chín chứ. Mày không có nước nó không chín đâu. Trời thẳng cái ống to, ống bé không vừa. Có thêm nước rồi, này không chín được. Đây kiểu như hấp ấy bố nhỉ. Thêm nước rồi, sôi nó chín chứ. Thank you.
Liệu chín chưa ấy bố nhỉ? Chưa. Dưới kia cháy rồi kìa mọi người. Mọi cái bé kia lại cháy nốt rồi bố ạ. Nó bị rồi. Ra lò thôi mọi người ơi, chín rồi. Ui. Cháy. Chó này chết xanh nhau. Ui. Ui, đúng rồi. Nó phải bổ rồi. Ui. Chị gái sao không bố? Nóng. Đang nóng. Ui. Thơm thơm, thơm thế. Cá chê đâu rồi? Con dính rồi. Dính hết rồi. Dính nồi rồi, dính nồi rồi. Nhưng dính thì lại thơm quá nha. Thì thơm rồi. Dính nồi rồi. À, trời ơi. Có mỗi con một điệu. Dính cái cá này mình tiếc rồi. Ui. Dính hết vào cây rồi còn gì nữa. Dính nồi, dính nồi, dính nồi. Cũng ra cây rồi. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với hai bố con mình nhá. Cũng là lốt à? Cũng là lốt bố ạ. Mọi người nhá. Hai bố con chăn trâu may mắn này. Cũng được ít cá. Trời nóng cá. Ừ, có ba con ếch thôi bố nhỉ? Ba con. Tạm con ra chia nhỏ nhỏ. Mời mọi nhá. Đó. Thơm, thơm nó rốt thế. Cái lam này nó như nào bố? Thơm lắm. Thơm thơm. Hơi nửa với lá lốt. Thơm lắm. Lá lốt là lá lốt lam này lại ngon mọi người ạ. Ngon chứ, cơm gia vị vào ngon. Mời mọi người nhá. Ngon chưa? Nhìn ăn phá này luôn. Chắc thịt quá nhỉ. Ui à. Nhìn phần đầu. Mọi người nhìn thịt nó đây nè. Nhìn phần đầu. Ui. Thịt trắng đi đấy. Nằm nữa. Nó cũng khác như nướng thôi bố nhỉ? Khác chứ. Thơm nhưng thơm khác. Như nướng nó thơm khác. Nhìn nóng. Nóng không bẻ được. Nóng hổi luôn. Thử cái miếng da này xem nào. Mời mọi người nhá. Trắng. Trắng như bông. Cái da cá này hơi cứng quá nhỉ? Da nó cứng lắm, không ăn da nó gì, ăn thịt đấy. Nó lên này. Ui da. Thịt trắng đi đấy. Đây, thịt. Đây. Thịt ngon chứ này. Nghe được cái con 4-5 cân đấy bố nhờ. Ừ, cá này được con đủ 1 cân rồi, cái này được còn đủ 7-8 lạng thôi. Cái này cũng to đấy. Rồi, thử cái lá lốt này. Làm thử cái con cá bống con này xem nào. Cá này cũng vậy, nó cứng, nó còn như cái cá kia. Cá sộp nữa bố. Sộp cái quả. Cá bóng thế đấy.
mấy cái loại cá này chỉ có cá sộp với cá chê ăn là thịt ngon nhất đấy mọi người ạ. Cá chê nó ngon. Ăn cái bộ lòng này. Nóng hổi. Ngon. Cho cái muối ấy này vào. Thơm, ngon lắm. Ướp ướp thơm ấy bố nhỉ. Là lốt lạp. Thế cả. Ngon, ngon chứ bố. Đầu cá này toàn trường không thôi. Đây có mấy con cá đắng đấy mọi người ạ. Cho vào làm luôn. Mấy con nhỏ nhỏ mà. Thử cái thịt này này. Mời mọi người nhá. Đầu nó sụp. Đầu nó có gì toàn trường. Ăn cái thịt cái sộp này nó ngọt ngọt đấy mọi người ạ. Ngọt này, có gia vị vào chứ. Nó thơm với mùi trên nữa, thơm lắm. Ngon. Cái lam này cũng khác nhé. Đấy đừng là nướng dơm nhưng mà chắc nướng dơm cũng ngon nhưng mà không như thế này. Nó không ngon như thế này. Nướng dơm này đen thui. Đen thui đấy. Ăn này nhọ, đen hết mồm. Để ăn một cái thịt này. Thịt được mấy con như này mà nướng ấy bố nhỉ. Được nhiều cái con to và cho cái ống cái buông thật uống ấy. Nhưng mà nó cái buông nó lâu, nó rời nó lâu. Nữa không vừa. Ui cái thịt này. Bỏ giòn xương luôn. Cái đầu nó kiểu như cái hộp ấy bố nhỉ. Toàn trường cứng lắm. Cái đầu cá sộp với đầu cá chê ấy mọi người. Ê, chén nữa đi. Làm cái này to này không. Ui. Đây, để cho cái đùi. Mày còn vồ được con này đấy. Làm phần trên. Cá chê này. Ngon. Cái lam này nó khác không bố? Dài như vậy dài ngon lắm. Con nướng dài đấy. Dài to vậy chứ. Nói là thơm hết chi đấy. Không nói. Tuyệt vời đấy. Mình xin tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của hai bố con mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người nha.